Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay sẽ là tiếp tục chủ đề những cặp đôi đẹp nhất trong hoạt hình Trung Quốc. Ý là trong phim có những cảnh tình tứ và cả trong truyện cuối cùng thành đôi đều có nhau thì mới được tính nha. 1. Mục Vân với Tần Mộng Giao. Tuy nói nhân vật chính của bộ phim này có hậu cung là có thật, tuy nhiên giữa Mục Vân và Tần Mộng Giao tồn tại một liên kết đặc thù và nhân vật chính cũng xác nhận người yêu nhất là Mộng Giao. Trải qua cuộc hành trình dài tu luyện, bản thân để gặp lại người mình yêu. 2. Trương Cuồng Vân và Bạch Băng Lam. Thiếu niên nhân tộc cùng với công chúa yêu hồ, từ lần đầu gặp gỡ cả hai luôn có địch ý, tuy nhiên có thể coi đó là một đoạn duyên phận, sau này hiểu ra tình cảm giữa hai người bọn họ ngày càng thắm thiết. 3. La Phong với Từ Hân. Nhân chính phim nào cũng thấy, thích nữ chính thì luôn có một sự cản trở và đó cũng là lý do để tu luyện, xứng bên cạnh của người ấy. Tuy nhiên, đối với lão cò chua tình cảm miêu tả không được hay cho lắm. 4. Diệp Bất Quy với Thượng Quan Thải. Cặp đôi có lẽ vừa tấu hài vừa đi ăn hại nhiều hơn được. Tuy nhiên duyên phận là cái không thể nói rõ được trong cuộc hành trình của họ. Dần cảm mến nhau, chỉ tiếc là thích nhau nhưng chưa thừa nhận. 5. Mộng Thiên Thu với Lâm Phong. Đơn giản mà nói bộ này là hậu cung, nhưng mà cuộc gặp gỡ giữa Lâm Phong và Mộng Thiên Thu có lẽ là bất ngờ. Sau một sự kiện bất ngờ họ đến với nhau và từ đó gắn bó và rồi hứa hẹn sẽ mạnh mẽ hơn để có thể ở bên cạnh nàng. 6. Thạch Hạo với Hỏa Linh Nhi. Nói chung từ khi xem nhân vật chính bộ này thấy là rất thú vị. Lên phim hoạt hình thì Thạch Hạo cứng đầu, Hỏa Linh Nhi thì kiểu nóng nảy nhưng rất dễ thương vì là chủ mẫu mà. Nói chung thích cặp này chủ yếu xem tấu hài là chính. 7. Đế Tử Thương với Hàng Cơ. Cặp đôi này có lẽ là hơi lạ so với nhiều người vì đây là phim mới mà. Trước mắt thì cặp đôi đẹp trước, phần tình cảm thì ở phía sau vì là cuộc gặp mặt chỉ mới bắt đầu. Một chàng trai vì bảo vệ người yêu mà theo cô ấy suốt cả chặng đường. 8. Mục Trần với Lạc Ly. Có vẻ là quá quen thuộc rồi, nam chính trung tình hơn ở trong truyện, điều chủ yếu là một người. Gặp nhau tại Bắc Linh Cảnh nảy sinh lòng yêu thích. Vì một vài lý do Lạc Ly phải rời đi, nhưng Mục Trần vì cố gắng theo đuổi nàng chỉ có thể trở nên mạnh hơn. Mã Anh Hùng với Lý Mộc Tử. Cặp đôi oan gia trong tu tiên, Mã Anh Hùng vì cứu Lý Mộc Tử đang đầu kiếp vì đã cản trở. Từ đó hai người đối đầu với nhau, nhưng vì sự hấp dẫn của Mã Anh Hùng sau khi thức tỉnh đã làm cho Lý Mộc Tử thích rồi dần dần tìm hiểu Mã Anh Hùng. 10. Trần Trường Sinh với Từ Hữu Dung. Đây là cặp đôi mình thích nhất trong hoạt hình Trung Quốc, kể cả 2D hay là 3D. Nói chung thể loại này là mình cực kỳ thích. Sau khi xem hết truyện và phim, cảm xúc nhẹ nhàng, nhìn nhau thôi là hiểu ý nhau, tâm ý tương thông. 11. Tô Lạc với Nam Cung Lưu Vân. Cặp đôi oan gia thứ hai trong hoạt hình Trung Quốc, tình cảm của cặp này khá trắc trở. Lúc đầu vì gặp một số hoàn cảnh ngăn cản, nhưng vì như vậy mới bền đẹp. Và ai đã đọc cái bộ truyện hơn 10.000 chương này thì sẽ hiểu rõ hơn. 12. Ninh Thần với Tiếu Nhi. Ninh Thần chỉ là một hạo nguyệt vệ, sau khi thực lực tăng lên dần biểu hiện thích Tiếu Nhi và tính cách trầm ổn, mưu lược, hai người đều có tình cảm, tuy nhiên vì mạnh mẽ hơn hai người phải xa nhau.